Dù mới vào tháng 8 năm 2018, tân binh Hyundai Kona đã ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn khi đánh bại vô doanh số Ford EcoSport. Cụ thể, Kona liên tục dẫn đầu phân khúc 6 chưa có dấu hiệu chững lại. Qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng mà Hyundai Kona đang tạo ra ngày càng lớn dần. Kona có tổng cộng 3 phiên bản. Trong số đó phiên bản Kona 2.0 tiêu chuẩn giành được sự quan tâm rất lớn bởi có mức giá dễ chịu nhất. Kona 2.0 tiêu chuẩn 2020 có phong cách chảy chung, năng động, nhìn từ trực diện, có thể thấy Hyundai đã phá vỡ nguyên tắc thiết kế truyền thống khi có bố trí giải đèn LED ban ngày sắc lẹm trên cao, còn cụm đèn pha halogen kèm chức năng cảm biến tự động lại được đặt thấp hơn, nằm gọn gàng trong hốc hình thang vuông, trong khi đó, những đối thủ khác vẫn trung thành với cấu trúc đèn pha và đèn chạy ban ngày nằm chung với nhau chỉ dựa vào cách sắp xếp đèn cũng đủ giúp Kona 2.0 tiêu chuẩn chinh phục ngay những bạn trẻ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nằm chậm chạy ở phần đầu xe chính là bộ lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Gin đặc trưng của hãng xe hàng. Bao bọc xung quanh là viền chrome bóng bẫy kết hợp cùng cấu trúc tổ ong độc đáo giúp chủ nhân thể hiện được cá tính riêng của mình. Hướng mắt sang hông xe khách hàng có thể cảm nhận ngay Kona 2.0 tiêu chuẩn chiều cao khá thấp so với các đối thủ như xe Ford EcoSport hay xe Honda HRV. Không thể phủ nhận cách thiết kế này sẽ khiến trần xe thấp đi, dễ bị chạm đầu nhưng bù lại chiếc xe trong thể thao và ấn tượng hơn. Xe có kích thước tổng thể dài 415mm rộng 800 mm cao 1565mm. Nâng đỡ cho khung gầm Kona 2.0 tiêu chuẩn 2020 là bộ vành 17 in có thiết kế đa chấu kép thể thao, bên trên là cặp gương chiếu hậu có chức năng gập điện, sấy kính và được tích hợp đèn báo rẽ. Kona 2.0 tiêu chuẩn khá thiệt thòi khi cụm đèn hậu chỉ sử dụng loại bóng thường thay vì dạng LED như các bản cao cấp. Bu lại nhờ cụm đèn hậu có thiết kế đẹp và sắc nhọn, phần đuôi xe vẫn khá nổi bật khi lăn bánh. Bước vào bên trong, khách hàng sẽ sẽ bị thu hút bởi sự rộng rãi mà Kona 2.0 tiêu chuẩn 2020 tạo ra nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.600mm. Qua đó mẫu xe hàng giúp đánh bại cựu vương xe Ford EcoSport đời 2020 với con số 2.519mm. Táp lô Kona 2.0 tiêu chuẩn có thiết kế dạng chữ T, tạo điểm nhấn với màn hình cảm ứng cỡ lớn dạng nổi. Vô lăng ba chấu bọc da Kona 2.0 tiêu chuẩn có kiểu dáng ấn tượng nhờ phần mạ nhôm sang trọng. Đi kèm là các phím bấm tiện lợi giúp tài xế có thể thao tác nhanh chóng. Điểm trừ lớn nhất ở khoang cabin Kona 2.0 tiêu chuẩn chính là phần ghế ngồi chỉ được bọc nỉ thông dụng. Do đó hành khách có thể gặp tình trạng vương mồ hôi khá khó chịu. Hàng ghế sau có khả năng gặp 60, 40 nhằm tăng thể tích khoang chứa đồ. Kona 2.0 ác tiêu chuẩn chỉ được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ, dù không hiện đại nhưng khả năng làm mát khá tốt. Điểm đáng tiếc nữa là hàng ghế sau không được bố trí cửa gió để phân phối làn khí. Điểm cộng lớn khi hệ thống thông tin giải trí của Kona 2.0 tiêu chuẩn giống hệt các bản cao cấp. Cụ thể gồm có màn hình cảm ứng 8 inch, sạc không dây chuẩn chi, định vị dẫn đường, kết nối Apple CarPlay, Bluetooth bộ xử lý âm thanh cao cấp Akami Premium gồm 6 loa. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cảm biến gạt mưa tự động. Bốn bánh xe của Kona 2.0 tiêu chuẩn được truyền nhờ vào khối động cơ Sanu 2.0 MPI. Cổ máy này có khả năng tạo ra công suất tối đa 147 mã lực, mô men xoắn cực đại 180 nanomet. Nhiều khách hàng tỏ ra rất yên tâm khi nhìn vào bản danh sách dày đặc của Kona 2.0 tiêu chuẩn. Cụ thể gồm có 6 túi khí, rui control, camera lùi, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Chưa hết, xe còn có phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ khởi hành xuống dốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát thân xe, cảm biến áp suất lốp, áp suất lốp.